nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp SMIC cho biết việc mở rộng nhà máy của công ty đang diễn ra suôn sẻ và ba dự án sau khi hoàn thành sẽ khiến sản lượng của công ty tăng lên. Giám đốc điều hành của tập đoàn cho biết hôm thứ Sáu, trong bối cảnh Mỹ đang tiếp tục đàn áp. Nhận xét được đưa ra sau khi công ty báo cáo doanh thu cao kỷ lục 10,26 tỷ nhân dân tệ, 1,61 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 năm 2021, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Công bố kết quả hoạt động hàng năm của mình, SMIC cho biết doanh thu bán hàng của họ là 5,4 tỷ đô la vào năm 2021 với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 39,3%. Khiến nó phát triển nhanh nhất trong số 4 xưởng đúc thuần túy hàng đầu trên thế giới vào năm đó. SMIC cho rằng sự tăng trưởng của nó là do doanh số bán hàng của tấm wafer tăng lên và thu nhập từ các khoản đầu tư và tài sản tài chính. Dự án Shanghai Lingang ở khu mới phố Đông đã động thổ vào đầu năm nay. Hai dự án ở Bắc Kinh và Thâm Quyến dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm 2022, và ba dự án mới sẽ nâng tổng công suất sản xuất của công ty. Đồng giám đốc điều hành SMIC Chao Haijun cho biết hôm thứ Sáu. Năm 2022 vẫn là giai đoạn đầu tư đỉnh cao của SMIC. Chi tiêu vốn dự kiến vào khoảng 5 tỷ đô la và mức tăng công suất dự kiến sẽ cao hơn so với năm 2021, công ty cho biết trong báo cáo tài chính công bố hôm thứ Năm. Tuy nhiên, quá trình phát triển của SMIC cũng gặp một số khó khăn. Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo vào tháng 12 năm 2020 rằng họ đã thêm nhiều công ty Trung Quốc bao gồm cả SMIC vào danh sách thực thể của mình. Cấm tiếp cận thiết bị sản xuất tiên tiến từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ do cái gọi là quan hệ với quân đội Trung Quốc, đặc biệt là quy trình 10 nanomet và tiên tiến hơn công nghệ liên quan. Sự thiếu hụt chip toàn cầu và nhu cầu sản xuất trong nước mạnh mẽ đã mang lại cơ hội hiếm có cho công ty. Nhưng những hạn chế về danh sách thực thể ở Mỹ đã đặt ra nhiều trở ngại cho sự phát triển của công ty, nó nói. Công ty sẽ luôn tuân thủ các hoạt động tuân thủ quốc tế hóa và hội nhập sâu rộng vào chuỗi công nghiệp toàn cầu, công ty cho biết. Bloomberg đưa tin vào tháng 12 năm 2021 rằng chính quyền Biden đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với SMIC. Dựa trên nỗ lực hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của đất nước. Báo cáo cho biết nếu được thông qua Applied Materials Inc., LACOP và Lam Research Corp, những công ty chủ chốt trong chuỗi công nghiệp có thể nhận thấy khả năng cung cấp thiết bị cho SMIC bị hạn chế nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích gay gắt hành vi đó và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!